Bộ Y tế vừa có công văn gửi Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành về việc đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19. Theo Bộ Y tế, đến ngày 27 tháng 9 năm 2021, cả nước đã tiêm được hơn 40,2 triệu liều vaccine, trong đó có khoảng 23 triệu người được tiêm một liều vaccine và 8,6 triệu người tiêm đủ 2 liều vaccine. Đồng thời, tỷ lệ dân số từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất một liều vaccine đạt 43,9%. Từ ngày 6 tháng 9 đến 15 tháng 9, trung bình cả nước tiêm được khoảng 1 triệu liều vaccine một ngày. Tuy nhiên, Bộ Y tế cho biết những ngày gần đây, số vaccine tiêm chủng hàng ngày có xu hướng giảm. Theo Bộ Y tế, từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 12 năm 2021, Việt Nam có thể sẽ tiếp nhận số lượng vaccine nhiều hơn so với thời gian trước. Để đảm bảo sử dụng vaccine đúng tiến độ, tăng nhanh diện bao phủ, Bộ Y tế đề nghị lãnh đạo các tỉnh, thành phố, chỉ đạo các đơn vị liên quan xây dựng phương án, kế hoạch, chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực để triển khai tiêm vaccine với số lượng lớn từ nay đến cuối năm 2021. Để nhanh hơn nữa tiến độ tiêm chủng cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên, ưu tiên cho các đối tượng từ 50 tuổi trở lên, tăng độ bao phủ mũi 1 và tiêm mũi 2 cho những đối tượng đã tiêm mũi 1 đủ thời gian theo quy định. Bộ Y tế cũng đề nghị các tỉnh thành huy động tối đa các lực lượng tham gia tiêm chủng, bao gồm cả y tế, nhà nước và tư nhân, các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh, y tế các ngành, tổ chức tiêm tại các cơ sở cố định và nhiều điểm tiêm chủng lưu động, chuẩn bị sẵn sàng triển khai tiêm chủng cho các đối tượng khác khi có hướng dẫn của Bộ Y tế. Ngoài ra, Bộ Y tế cũng đề nghị các cơ sở thực hiện tiêm chủng thực hiện ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong triển khai tiêm chủng, khẩn trương rà soát, bổ sung thông tin người đã tiêm chủng nhưng chưa được cập nhật thông tin và nhập mới đối tượng tiêm chủng hàng ngày lên hệ thống tiêm chủng vaccine COVID-19 theo đúng tiến độ tiêm chủng của địa phương. Bên cạnh đó, Bộ Y tế đề nghị Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành khẩn trương chỉ đạo triển khai thực hiện, coi công tác tiêm chủng là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng trong tình hình hiện nay và chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nếu tổ chức tiếp nhận vaccine, triển khai tiêm chủng chậm và để xảy ra lãng phí vaccine. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong các bản tin sau.